Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi là ly thì nấu cơm cho tăng thì có trong cái sách có ghi là phạm giới không ạ? có còn dễ không ăn được phước đi là người tăng thì không ăn được phước đi. Dạ, người đi người ta buông bỏ tu hành thì còn nấu ăn gì nữa, Vâng. nhưng mà người người ni á mà nấu cơm đó là chưa phải là ni, Vâng. họ là cư sĩ họ nấu thì được, Thì được. nhưng mà đã ni họ giữ 348 giới rồi, đâu có họ đi khất thực họ xin ăn đâu có nấu cơm nữa, Vâng ạ. nếu mà đang nấu cơm thì không phải là ni. Bạn nghĩ thế nào về vấn đề Sư Minh Tuệ vừa nói? Riêng đối với mình là một cư sĩ tại gia, thầy mình dạy không nên vội phán xét trước một vấn đề là đúng hay là sai. Đặc biệt, người nói là người tu hành, đối tượng hướng đến cũng là người tu. Phạm tới người thường, tâm sân si nhiều thì còn đỡ. Phạm trúng bậc thánh, tâm tốt lành thì mang tội nghiệp lớn hơn. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, trong giới luật của người xuất gia có cho phép được nấu ăn không nhé? Trong tạng luật, Đức Phật có dạy, thầy tỳ kheo không được tự tay nấu nướng thức ăn, không được dự trữ đồ ăn, phải đi khất thực để nuôi mạng sống trong ngày. Đi khất thực không được nhận tiền, vàng bạc, không được nhận đồ ăn còn sống, chỉ nhận đủ ăn một bữa trong ngày. Tại sao Đức Phật lại có giới luật khắt khe như vậy? Trong con người chúng ta đã có sẵn ba cái cực độc, đó là tâm tham, tâm sân và tâm si. Cũng vì tham ăn, tham tiền, tham tình dục, tham danh, tham lợi mà cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè phải tranh giành, hơn thua, mưu hại lẫn nhau, mất hết ân nghĩa lương tri của tình người, cũng tại lòng tham mà ra. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, với trí tuệ cao siêu, Ngài đã nhìn thấy được lòng tham của chúng sanh và tìm ra phương pháp để diệt trừ nó lần lần. Chúng ta cũng biết nỗi sầu khổ lo âu trong gia đình chúng ta hàng ngày á, là do cái ăn cái mặc, phải lo kiếm tiền mưu sinh, tính buổi ăn trong ngày, cha mẹ anh chị em, người nấu ăn quá ngon, kẻ thì nấu ăn quá tệ, khen chê tranh nạnh phiền não. Người đời mà đấu đá với nhau thì cũng từ miếng ăn quyền lợi mà ra. Cho nên á, Đức Phật chế giới trong tịnh xá, chùa không được phép xây nhà bếp, người tu xuất gia thì phải diệt trừ tâm tham, không được tự tay nấu ăn, không kêu người khác làm thức ăn ngon cho mình, không được khen chê vật thực trong khi ăn uống, không phân chia đồ ăn theo từng món cho ngon miệng, thức ăn mặn, ngọt, chua, cay cũng trộn đều trong bình bát mà dùng. Những thức ăn thừa hoặc không dùng thì để lại thí thực cho chim, muông thú ăn, không được bỏ trên cây cỏ, sợ làm chết cây cỏ. Không tham ăn quá nhiều, không được bàn tán về chuyện ăn uống. Người xuất gia thì phải dễ nuôi, dễ sống. Thầy tỳ kheo đi đến đâu chỉ mang theo ba y và một bình bát để nuôi mạng, thân tâm nhẹ nhàng thanh thoát cũng như những con chim bay khắp nơi chỉ mang theo đôi cánh vậy. Người tu sĩ ôm bát đi khất thực là phải luôn luôn nghĩ rằng bây giờ ta đang sống là nhờ vào chén cơm của ngàn nhà, người giàu hay là nghèo, đồ ăn ngon hay dở, sạch hay dơ, ít hay nhiều, ta đều thọ nhận và tri ân đến người dân cúng. Vị tỳ kheo hành pháp đi khất thực là để diệt trừ tâm tự cao, ngã mạn và cũng vận động thân thể khỏi bệnh tật. Nhờ chư tăng đi khất thực khắp nơi trên thế giới mà Phật giáo mới được truyền bá rất mạnh khắp nơi. Người Phật tử cũng hoan hỷ dâng cúng một cách tôn kính. Đó mới đúng là bậc sa môn đi khất thực một cách thanh cao, trong sạch theo gương hạnh của chư Phật để lại. Cho nên, ở các nước Phật giáo nguyên thủy, chư tăng sống chung với nhau 100-200 vị, có chùa gần cả ngàn vị sư mà không gây phiền phức về chuyện ăn uống là nhờ đi khất thực. Vua quan Phật tử thành tâm đặt bát cúng dường đầy đủ để chư tăng an vui hành thiện pháp. Ngày nay, đất nước ta rất hạn chế việc tăng ni đi khất thực, chỉ cho đi vào những dịp đặc biệt hoặc là đi phải được sự cho phép của. Vì lo một số vấn đề, những người không tu thật sự trà trộn vào tăng đoàn để kiếm miếng ăn mà không phải lo công việc mưu sinh. Nhưng thời Đức Phật cũng thế mà. Thời nào mà không có những con người cơ hội trà trộn để kiếm lợi? Theo mình, Đạo Phật Từ Bi, họ có thể giả sư, kiếm bữa ăn no bụng thì cũng nên giúp họ. Lâu dần từ hình tướng giả, họ tu thật luôn thì sao? Và các tăng ni trong chùa đỡ vất vả tổ chức kêu gọi mạnh thường quân, đóng góp để nấu ăn từ thiện, cũng lại phát cho họ. Cái vòng luẩn quẩn rất mất thời gian cho đôi bên. Mình nghĩ á, chỉ cần quy định đi bát chỉ nhận thức ăn chính, không nhận tiền, ai muốn cúng tiền xây dựng chùa thì đến chùa cúng, không đặt tiền vô bát thì sẽ ít người giả sư. Đã luận về vấn đề thật giả thì còn nhiều lắm. Ví dụ á, người xuất gia thật được cấp giấy chứng nhận,
nhưng tính tình họ biến nhát, tham sân si đầy đủ, không giữ giới lực thì đường đường chính chính ở trong chùa, đối với Phật giả vẫn hoàng giả, đôi khi mở lại nét đẹp tăng đoàn đi bát của Phật, giúp kích thích những vị xuất gia hoạt động có sức khỏe, đỡ bệnh tật, đỡ phiền chùa lăng xăng nấu nướng, tăng ni lại gần gũi với dân chúng nhiều hơn, phát triển đạo Phật rộng hơn. Mình thì đi du lịch Thái Lan, bất ngờ là trong chùa không có bếp. Buổi sáng các sư đi bát nhận thức ăn, mà chùa vẫn to, Phật vẫn lớn, phát triển du lịch tâm linh rất lớn, chứng tỏ Phật tử vẫn chung tay xây dựng chùa chiền. Nhưng cái bát của sư rất sạch, do không đựng bến tiền, vi khuẩn nhiều, đúng như lời Phật dạy chánh mạng, tức nuôi mạng sống chân chánh. Vì vậy á, câu nói của sư Minh Tuệ đúng hay sai? Tới đây các bạn tự có phân định cho mình rồi đúng không? Thánh nhân mà bạn nghĩ bye bye được á, chắc là do họ tu luyện thần thông á. Thời Đức Phật cũng có rất nhiều vị tu luyện thần thông có thể bay được, có thể nghe được những âm thanh mà người thường không nghe được, có thể nhìn thấy những cái thứ mà người thường không thấy được, có thể biết những cái kiếp quá khứ của mình hoặc là của người khác, mà người ta gọi là thần túc thông á, thiên nhĩ thông, rồi thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông gì đó. Nói chung là rất là nhiều. Thì đó là điều do thiền định và tu tập chuyên thần thông mà có được. Tuy nhiên á, sư phụ mình nói dù có thần thông cũng chưa chắc gì vị ấy đã chứng thánh. Và một vị chứng thánh á, thì cũng chưa chắc có thần thông. Thần thông á, là do ý muốn và sự nỗ lực đào luyện mà thành. Nhưng tốt nhất á, vẫn nên đào luyện cái tâm, để tâm chứng thánh trước rồi thì thần thông có thể có hoặc là không có cũng không là vấn đề gì. Chứ nếu có thần thông mà tâm chưa chứng thánh thì rất dễ làm tăng bản ngã, bị mắc kẹt trong cái thần thông đó mà không thể nào tâm tiến bộ hơn được. Giống như ở thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật đang muốn qua sông thì gặp một vị tu tập thần thông rất nhiều năm liền đã bay qua sông và thách Đức Phật cũng bay qua sông được như vậy. Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác thì tất cả thần thông và tất cả mọi thứ Ngài đều am rõ, thần thục. Nhưng Đức Phật không dùng thần thông mà hỏi vị ấy: ông tu luyện pháp môn này lâu chưa? Ta đã luyện mấy chục năm nay, hiện nay không ai sánh bằng ta. Vậy chắc ông tốn nhiều công sức và tiền bạc mới tu luyện được như vậy. Vị ấy được nước hiu hiu tự đắc, ra oai múa môi một tràng pháo nổ liên hồi. Ông nói mệt chưa? Với tôi chỉ cần tốn 3 xu là qua sông không phí công phí sức cả đời như ông, để rồi đau khổ đi tìm mãi đối thủ thách đấu. Nghe xong, vị ấy ngộ ra, sụp xuống xin Đức Phật được quy y theo Ngài. Ở thời hiện nay, cũng có một số người tu triệt thần thông vì những mục đích hưởng lợi cá nhân. Ví dụ như bói toán, trừ tà để kiếm tiền, hay là ham danh, đánh bóng tên tuổi. Những việc này từ thời Đức Phật đã không được Đức Phật khuyến khích, mà còn vỡ trách vì nó không hướng người ta đến giải thoát khổ thực sự. Sư phụ mình dạy, muốn thoát khổ thật sự chỉ có cách tu tập tứ diệu đế và bát chánh đạo. Sống giữ ít nhất 5 giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia và các chất say, và thiền tứ niệm xứ mỗi ngày. Vậy nên, một bậc thánh nhân phải là người am hiểu và thực hành thường thục giới định tuệ.